Đây này. Nhiều quá. Rất là nhiều luôn mọi người. Xin chào, rất là vui nhận được gặp lại mọi người nha. Hiện tại bây giờ Nhân đang có mặt ở tỉnh Phú Yên. Và Nhân rất là may mắn hôm nay có một cái người đồng hành cùng với Nhân, đó là anh Giang. Anh Giang hiện tại là đang sống và làm việc ở Sài Gòn nha mọi người. Thì clip lần này Nhân với anh Giang sẽ đi khám phá 500 ngôi mộ cổ tại tỉnh Phú Yên. Và theo như Nhân được biết rằng 500 ngôi mộ cổ này hiện tại là chưa xác định được cái niên đại của nó. Và mọi người hãy cùng theo chân của Nhân và anh Giang để có cái chuyến khám phá lần này nhé. Trước mặt mọi người đây là những ngôi mộ cổ nha mọi người. Có một số lời đồn rằng đây là những ngôi mộ hời. Mộ hời là mộ cổ của người Chiêm Thành đó mọi người. Nhưng mà theo như Nhân nhìn thoáng qua thì Nhân phát hiện có chữ tàu hay là chữ nôm. Thì có thể rằng đây không phải là mộ hời nha mọi người. Phía đằng này cũng có một cái nè mọi người. Anh Giang là xung phong xuống dưới này trước nè. Ngôi mộ này có kết cấu khá là lớn nha. Đây là một căn mộ nhỏ nha mọi người. Bên này theo như Nhân nghĩ đây là mộ đôi. Trong một cái khuôn viên á, là có hai phần mộ nha mọi người. Một nơi mà chứa đựng một lúc 500 ngôi mộ cổ. Phải nói chỉ có ở Phú Yên mới có thôi nha mọi người. Xung quanh thì cây cối nó đã mọc lên rất là nhiều rồi. Vì thế mà những ngôi mộ này nằm khuất với những cái tán cây á, nhiều khi cũng rất là khó phát hiện. Mình thấy ngôi mộ này có một cái hoa văn. Mọi người nhìn rõ hoa văn của ngôi mộ này không? Có một cái thân cây đi lên, hai bên là lá, sau đó là có một con chim đang chuẩn bị nhảy xuống nước săn mồi, theo như Nhân nghĩ thế. Thank you.
Có gì đặc biệt không anh? Hơi lạnh à? Đây nha mọi người, ngôi mộ này giống như có cổng luôn á. Lúc trước ngôi mộ này có một cái bài vị, khả năng là sẽ có tên tuổi của cái người nằm bên dưới ngôi mộ, nhưng mà bây giờ theo thời gian thì nó đã phai mất rồi mọi người. Nếu như mà mọi người để ý kỹ thì phía trên ngôi mộ thì có một cái dấu đỏ rất là lạ này, có một cái dấu đỏ bên trên ngôi mộ hình tròn mà không biết là cái gì nha mọi người. Hồi nãy giờ có lẽ là chắc được 6-7 cái gì đó, mà có một lúc 500 ngôi mộ. Thì bây giờ tiếp tục đi tìm nha mọi người. Ở đây có một cái nè mọi người. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục qua phía bên này nè. Bên này nhiều lắm mọi người. Đây là một cái này. Sau thời gian thì cây cối lá rồi nó mọc, nó chia lại bớt á, cho nên nhìn cũng rất là khó thấy. Ở đây thì nhân khả năng là nhân đoán được là giới tính của từng ngôi mộ này mọi người nhé, là cái kết cấu xây mộ rất là khác nhau. Mọi người cũng có thể nhìn thấy là ngôi mộ này với ngôi mộ bên kia là rất là giống nhau về kết cấu, nhưng mà cái ngôi mộ ở giữa rất là khác nhé. Khả năng là giới tính của ngôi mộ là được phân biệt bằng cách này. Không biết anh Giang nhà ta đang làm cái gì bên kia. Đi anh ơi. Cũng may hôm nay Nhân đi xe làm clip á, có anh Giang đi cùng cho nên cũng rất là vui mọi người. Ở đây có một cái ngôi mộ bằng búp sen. Bây giờ chúng ta qua bên này tìm xem có thứ còn không nha mọi người. Ở trong cái rừng rừng keo,
Rừng này rừng bạch đàn hay rừng keo à? Nếu như mà buổi tối lạc ở trong cái rừng này thì sao mọi người nhé? Bên này có mấy cái nhỏ nữa nha mọi người. Nhân thấy từ đằng xe là có rất là nhiều ngôi mộ khác này. Đa phần thì những ngôi mộ ở đây là được dùng bằng chất liệu là vôi, vôi trộn với loại cát á mọi người. Bên này rất là nhiều luôn, mọi người thấy không, rất là nhiều cả cái quả đồi này luôn. Mọi người thấy không? Cách đây cái 100 mét vẫn còn, 200 mét vẫn còn này. Ở những phần mộ ở đây á là nhân nhìn thoáng qua nhá, rất là giống với lại ngôi mộ của một vị tướng thời Nguyễn á mọi người. Đó là Nguyễn Xuân Thục mà cái video hồi xưa Nhân làm ở cái kênh Nhân Ghè TV á, là Nhân có ghé huyện Ninh Hòa Nhân quay clip á, thì Nhân thấy rất là giống. Những ngôi mộ ở phần đằng sau này thì kết cấu không có lớn như những cái ngôi mộ ở phía đằng trước kia nha mọi người. Đây là mộ đôi. Mộ đôi thì để phân biệt giới tính thì người ta làm mộ hình thù khác nhau thấy không mọi người. Nhìn rất là rõ luôn.
Ninh Giang nhà mình thì đang mò mẫm cái gì bên kia mình cũng không biết. Anh Giang mới gọi mình là hình như là có phát hiện cái gì ở trên cái đồi này mọi người. Để bây giờ mình lên xem thử anh phát hiện cái gì trên này. Trên này thì cũng còn rất là nhiều mộ nha. Đây nè. Nhiều quá. Rất là nhiều luôn mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng trên đỉnh đồi rồi nha mọi người. Thì lên đến đây là hết mộ nha. Clip khám phá 500 ngôi mộ cổ của nhân đến đây là kết thúc nha mọi người. Nếu như mà mọi người xem được cái clip của Nhân mà cảm thấy nó thú vị á thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho Nhân để theo dõi những cái clip khám phá của Nhân nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.